Cô chào các em, chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến hôm nay. Trong buổi học này, cô trò mình sẽ cùng nhau khám phá một trong những bài học thú vị thuộc chủ đề 6, điểm tựa tinh thần với văn bản Tuổi thơ tôi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại người ấy, cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên bi, có khi dỗi nhau lại đòi. Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có râu, trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy, lo âu gì. Tuổi thơ là những khoảnh khắc khi bạn nhớ lại, những lúc cùng bạn bè chơi đánh trận giả, u ăn quan. Bạn đã từng có một thời tuổi thơ dữ dội như thế này không? Còn cậu bé Lợi và các bạn của mình thì đã có một thời tuổi thơ dữ dội nhưng đẹp đẽ vô ngần như thế. Các em hãy mở sách giáo khoa. Trong cuộc sống, em đã từng vô ý làm tổn thương người khác hay chưa? Nếu có, sự việc đó diễn ra như thế nào? Em hãy chia sẻ với các bạn về điều đó nhé. Cô trò mình sẽ trải nghiệm cùng văn bản. Khi đọc văn bản, các em cần đọc với giọng to, rõ ràng và truyền cảm. Ngắt nghỉ đúng chỗ. Nhớ đọc với tốc độ vừa phải. Cô đọc mẫu nhé. Tuổi thơ tôi. Hổm rày, ngồi ở quán đo đo, nghe tiếng dế vẳng ra, từ chậu cây tùm cạnh chỗ ngồi vào những chiều mưa, tự nhiên thấy lòng buồn man mác. Tiếng dế, tiếng chim, tiếng đập cánh của bọ rầy là những âm thanh vọng về từ tuổi thơ. Những ai đã rời quê lên thành phố, hằng ngày tai quen nghe tiếng máy, tiếng xe, tiếng huyên náo phố thị. Một hôm bất chợt nghe tiếng dế cất lên từ đâu đó thật gần, hẳn lòng cũng nao nao giống như tôi. Tuổi thơ tôi lem luốc ngoài đồng, mùa hè nào cũng đội nắng đu cui khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu, bẻ mía trộm hoặc chui vô vườn nhà hàng xóm để hái ổi, hái mận rồi ù té chạy khi chủ nhà xịt chó sổ ra sổ ầm ĩ. Đá dế là trò chơi gắn liền với thời thơ ấu của bất cứ đứa trẻ thôn quê nào. Bọn tôi thường nhốt dế trong hộp diêm, thức ăn cho dế là những nhánh cỏ non tơ nhất. Trước khi cho dế ra trận, bọn tôi vứt tóc buộc chân dế rồi quay tít. Dế quay mòng mòng, chóng mặt đền nỗi khùng, vào trận là xông lên, liều mình như chẳng có. Trong những cuốn sách về tuổi mới lớn của tôi, khi đặt bút viết về những câu thảm thiết kiểu như có phải em đang quay tôi như quay dế ấy, là lúc tôi đang mường tượng lại cảnh này. Vì lý do thời gian có hạn cho nên cô chỉ đọc mẫu phần như vậy thôi nhé. Tiếp đến, cô trò mình sẽ tìm hiểu đôi nét về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ở sách giáo khoa trang 15. Các em biết không, nhà văn sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, tỉnh Quảng Nam. Bằng những sáng tác của mình, ông đã chinh phục tuổi thơ, kéo bạn đọc đến gần hơn với những trang sách. Nhà văn là người đã gánh sứ mệnh lịch sử, người giữ lửa cho văn học thiếu nhi Việt Nam với những tác phẩm tiêu biểu như Kính Vạn Hoa, Tôi là Bê Tô, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, vân vân. Văn bản tuổi thơ tôi được in trong tập Sương khói quê nhà thuộc thể loại truyện ngắn. Văn bản có phương thức biểu đạt chính là tự sự. Các em có thể tìm hiểu nghĩa của các từ khó hổm rày, lem luốc, trùm sò, chắp mõm, bời lời trong sách giáo khoa trang 13 và 14.
Hãy cùng chiêm nghiệm những điều thú vị được vẽ ra từ văn bản. Phần thứ nhất, những ấn tượng chung về văn bản. Sau khi đọc tuổi thơ tôi, điều ấn tượng nhất mà văn bản mang đến cho các em là gì vậy? Tiếp theo, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhân vật và các chi tiết tiêu biểu của câu chuyện. Các em à, trong truyện nhân vật nào được nói đến nhiều nhất vậy? Dựa vào đâu các em có thể kết luận như thế? À, cậu bé Lợi chính là nhân vật được nói đến nhiều nhất. Đó là nhân vật chính của tác phẩm. Bởi vì có rất nhiều chi tiết trong văn bản miêu tả nhân vật Lợi và các sự việc chính đều xoay quanh nhân vật này. Các em hãy tìm trong sách giáo khoa các cụm từ mà người kể chuyện dùng để nói về tính cách của nhân vật Lợi. Khi biết ghế lửa chết, cậu bé đã phản ứng ra sao? Vì sao lại như vậy? Và chi tiết đó giúp em hiểu thêm gì về cậu bé Lợi? Nếu chuyện không có chi tiết đó thì sẽ như thế nào? Những cụm từ mà người kể chuyện dùng để nói về tính cách của nhân vật Lợi như là trùm sò nổi tiếng trong lớp, kiểm thị đến việc thu vén cá nhân, quý con dưới lửa, vân vân. Và phản ứng của Lợi khi dưới lửa chết, cậu khóc rưng rức, cặp mắt đỏ hoe, nước mũi chảy thành dòng, khóc như mưa bấc, vân vân. Bởi vì cậu rất yêu quý con dế và xem chú dế lửa là vật báu vô giá. Chi tiết đó đã góp phần bộc lộ tính cách của nhân vật Lợi, đó là một người giàu tình cảm và rất yêu động vật. Đồng thời đã giúp cho cốt truyện phát triển bởi vì sau sự việc này thì mối quan hệ và cách nhìn nhận của các bạn và thầy cô về nhân vật Lợi đã có sự thay đổi. Em nhận thấy Lợi là một nhân vật như thế nào? Dựa vào đâu mà em có thể cảm nhận như vậy? Cậu bé là một trùm sò nổi tiếng trong lớp luôn. Chép bài giùm thì phải trả công cho cậu là 2 viên bi. Còn giữ dép trong giờ chơi ư? Phải trả công cho Lợi 1 viên bi đó. Và cậu đã làm giàu bằng cách như vậy. Tuy nhiên, Lợi là một nhân vật yêu động vật, giàu tình cảm. Cậu đã khóc rưng rức khi đón cái hộp diêm méo mó từ tay thầy phu, khóc như mưa bấc và cầm cùi sửa sang cho chiếc hộp trong lúc cử hành tang lễ. Như các em đã thấy, trong câu chuyện này thì có một nhân vật rất là đặc biệt, đó là con dế lửa. Các em hãy tìm các chi tiết kể về cách ứng xử của bạn học và thầy phu đối với dế lửa, điền vào bảng sau. Các em hãy tìm những từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống. Khi dế lửa còn sống, tụi bạn trong lớp không gạ đuổi được con dế của Lợi nên đâm ra ghét cậu, bèn nghĩ mẹo làm cho con dế nổi quạo, cái inh ỏi trong giờ học của thầy phu. Lúc đó thầy đã giận dữ quay xuống. 1 phút sau thôi, hộp giấy đã nằm trên bàn thầy trước ánh mắt hả hê của tụi bạn. Thế nhưng sau khi giấy lửa chết, các bạn đều thấy lòng chùng xuống, tan nát cõi lòng. Trong đám tang của chú giấy, các bạn và thầy phu đều có mặt lặng lẽ bùi ngùi. Theo em, dế lửa là nhân vật gây ra sự chia rẽ giữa Lợi và các bạn hay là nhân vật khiến họ xích lại gần nhau hơn? Vì sao? À, ban đầu thì dế lửa là nhân vật gây chia rẽ giữa Lợi và các bạn vì sự ghen tị. Thế nhưng sau khi dế lửa chết, các bạn và Lợi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn vì các bạn đó đã nhận ra sai lầm của mình. Họ hối hận vì đã góp phần làm cho chú dế phải chết. Các em cũng thấy
Qua đó thì mọi người đều thể hiện sự yêu quý đối với chú dế lửa và lợi. Theo em, tại sao cái chết của dế lửa lại tạo ra một sự thay đổi lớn đến như vậy trong tình cảm của các bạn và của thầy Phu đối với lợi? Sự thay đổi đó đã góp phần thể hiện chủ đề của truyện như thế nào? À, bởi vì qua cái chết của chú dế lửa đã giúp cho các bạn và thầy Phu hiểu hơn về ý nghĩa của chú dế này đối với lợi, hiểu hơn về tính cách của nhân vật lợi. Qua đó cũng giúp cho bạn lợi hiểu được rằng các bạn của mình và thầy Phu cũng rất yêu quý chú dế như là lợi vậy, và họ sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với mình. Sự thay đổi đó góp phần thể hiện chủ đề của truyện, khẳng định ý nghĩa của sự cảm thông, thấu hiểu và tha thứ trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Từ văn bản, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã gửi gắm đến mỗi chúng ta những thông điệp vô cùng ý nghĩa. Từ câu chuyện trong tuổi thơ tôi, các em rút ra được bài học gì về cách ứng xử trong cuộc sống cho bản thân mình? Mỗi chúng ta cần học cách cảm thông, thấu hiểu, không làm tổn thương người khác vì sự đố kỵ hay vô ý của mình. Phải biết tha thứ khi người khác đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi, sửa đổi một cách chân thành. Cô trò mình sẽ cùng nhau tổng kết những giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản tuổi thơ tôi. Các em học sinh thân mến, tác phẩm thành công bởi nhà văn đã xây dựng tình huống truyện đặc sắc. Tính cách nhân vật được thể hiện qua các chi tiết miêu tả về ngoại hình, hành động. Qua lời kể của người kể chuyện ngôi thứ nhất, câu chuyện đã mang đến cho người đọc cảm xúc về sự chân thực, gần gũi. Ai đó đã từng nói rằng, nụ cười đẹp nhất là nụ cười khi ta còn bé. Thật vậy, tuổi thơ như một miền ký ức êm đềm chảy xuôi trong tiềm thức. Một lần trôi qua sẽ chẳng quay lại bao giờ, chỉ có những kỷ niệm lưu dấu mãi trong tim, nhắc nhở chúng ta về một thời hồn nhiên trong trẻo vụng dại, cùng với những trải nghiệm khó quên, để rồi từ những vấp váp đầu đời ấy, con người học được bài học về sự thấu hiểu và thứ tha cho người khác để trưởng thành. Các em hãy thực hiện một vài bài tập nhỏ sau đây. Các em có nhớ câu chuyện này được kể theo ngôi thứ mấy không? Và trong truyện, dế lửa là nhân vật gây ra sự chia rẽ giữa lợi và các bạn, hay là nhân vật khiến họ xích lại gần nhau hơn vậy các em? Phần vận dụng kiến thức. Hãy chia sẻ với các bạn về một kỷ niệm thời thơ ấu khiến em nhớ mãi. Phần nội dung bài ghi các em hãy chép vào trong vở bài học nhé. Các em sẽ chép trang này. Các em nhớ ôn lại bài và hoàn thiện phần bài tập vào trong vở. Để tiết học sau có thể học tốt hơn, các em nghiên cứu trước bài dấu ngoặc kép. Cô cảm ơn các em đã tham gia tiết học. Chúc các em học tốt.